ở trên đời thiệt là khó nói quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao trên tầm phao. Quá. Ủa, anh. Ừ. Rồi. Dạ. Sao hôm nay em giống con gái như vậy? Ủa trời ơi, em ngày nào không gái? Hỏi kỳ á. Cậu hôm nay mặc đồ đẹp dữ trời. Ngày nào ta cũng vậy. Mặc đồ nhìn không ra luôn, tưởng con gái không ta ơi. Vô duyên vừa thôi nha, người ta con gái chứ là con gì. Trời cứ kêu con không phải giống giống con gái. Mặc đồ đẹp nha, fashion nha. Thôi đi, mệt quá à, em biết cái tẩy của anh rồi. Gì? Qua kiếm chị Hương em phải không? Sao biết? Trời ơi, em thấy cái mặt của anh nó nguyên cái trán là hiện cái chữ chị Hương ở trển luôn kìa. Vâng, hay người ta của chị Hương đâu rồi. Chị Hương hả? Có ai cho mình cái gì đi rồi mình thay. Bây giờ em muốn gì? Một chầu chè. Chè phải không? Ừ. Được. Nhỉ? Đi đi, bữa nào dẫn đi chè. Thôi, làm liền tối nay luôn đi chứ bữa nào gì. Thôi, tối nay hẹn chị Hương đi chè rồi. Trời ơi, ghê nha. Hôm nay hẹn được chị em luôn. Đi qua hẹn thôi chứ chưa hẹn được. Lãng nhất. Chị Hương em hả? À. Đi làm rồi. Đi làm rồi hả? Hả? Ủa sao đi làm mà không nói tiếng nào ta? Ủa làm gì tự nhiên nói với anh chị? Phải nói anh biết chứ, đêm qua mà không thấy tội nghiệp anh. Ủa? À, sao mới qua hả con? Ê dì vui. Vui ngồi chơi vui tự nhiên nha. Ở nhà gì thì... Con ngồi chơi tự nhiên nha. Dạ con tự nhiên lắm. Ừ, nhà gì á? Dạ con biết. Ai, mệt quá, mấy nay mệt quá. Sao vậy gì? Con thấy gì bữa giờ cứ mệt mệt hoài vậy? Vui, nếu mệt thì đi bệnh viện đi, để nhà bệnh chết á. Đi bệnh viện được rồi, bảo cho từ chết đi, vì kiêng cái từ đó ha. À, dạ. Con, dạ. Bữa nay nhà quán mình nghỉ bữa, con ở nhà coi nhà nha. Học hành gì đi, đừng dạ. Có mà tám tầm bậy bạ mấy đứa vô duyên á trời ơi. Vui á, ở nhà làm gì, đi chơi nó vui, ở nhà chứ gì vui, đừng có bắt nó ở nhà. Thôi đi, dạ thôi con biết rồi. À, mà dì, con thấy á, hôm bữa giờ dì bệnh gì á mà cứ đi tái khám hoài mà không hết gì vậy? Thì dì uống thuốc quá trời mà sao nó không hết, ai biết được đâu. Trời ơi, bệnh gì vui nặng lắm hay vui. Trời ơi, coi chừng có ngày á nha, nằm xuống nào không hay á. Ừ, xuống nằm xuống rồi. Lỡ thì sao? Thôi, nhìn ha. Tôi không rảnh rồi nghe nó tầm bị bạn. Giờ về đi khám bệnh đây. Dạ. Nha, ở nhà coi nhà đi. Coi cho về đi, nhức đầu lắm. Tội nghiệp con. Dạ. Vui khám vui vẻ ha. Ờ, vui vẻ. Dạ. Về luôn đi con, để tội nghiệp Hoa nó ngồi đâu nó nghe con nói mệt. Đâu có, mình đổi về đi. Dì vui đuổi rồi chị về đi, để em còn nhà làm công chuyện nữa kìa. Về đi chờ đây chị. Ha à, về nha. Chị nào Hương về báo anh biết nha. Đẹp trai mà làm như đó ốc nó bị khiền khiền hay sao ta. Vậy tôi đi khám bệnh mà để quên sổ đây rồi lấy gì đi khám. Để vô gọi điện cho dì cái hả? Quỷ thần ơi, đâu hết rồi nhà cửa. Dạ. Cái gì mà coi cái nhà nhà đồ quán trời ơi, làm ăn gì hả? Tại sao bây giờ này không thấy ai buôn bán trong bên quán hay vậy? Tao hỏi mày á hả? Tao hỏi mày là tại sao? Tại sao vậy? Vì con đi khám bệnh rồi á, không có ai ở nhà giữ nhà nè, rồi á con ở nhà coi nhà. Vì con á cứ một thân một mình, chú thấy không? Lo nhà, lo cửa, quán xá, rồi hả hai chị của con nữa, bây giờ đâu có ai có chồng đâu. Suốt đời lo cho con. Ừ. Bây giờ con nó lớn rồi. Rồi cuối cùng là tao già. Tao già cái bả chê tao già nữa là sao? Chú già thiệt mà. Chắc phải chết giờ à. Ủa sao sổ khám bệnh? Dạ sổ của dì á, chắc nãy dì đi nhanh quá dì để quên á. Trời đất ơi, đi khám bệnh mà không đem sổ. Thì con đang tính định vô gọi dì hỏi dì á, con chạy đi đem cho dì nè.
coi bệnh gì mà bà đi khám hoài không biết. Làm gì mà chú gung người mặt mày biến sắc vậy? Chú sao vậy? Trời ơi, cái gì thì chú nói? Chú có chị vậy sao con biết cái gì? Vì vui của con. Vì vui con sao? Chú nói đi, chú cứ méo méo má hoài con nghe được cái gì hết á. Bà bị... Thì cái gì vậy? Con chỉ là đau nhất rồi đi khám thôi hả? À. Bà bị ung thư sụn khớp thời kỳ cuối. Cái gì? Chú nói gì vậy? Ôi thôi. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi, lâu nay đâu có biết đâu. Trời ơi, tôi biết nông nổi gì, tôi đâu có dám giỡn gì đâu. Thằng Kim thấy bả cái mặt mày bả cứ buồn hoài mà bả giống không cho ai biết hết. Hay sau này mình này chẳng đoán chứ gì trong số cái gì. Rồi giờ làm sao chú? Để chú điện con cái già lắm. Năm ơi. Năm. Vậy. Nè, tôi nói ông nghe, bây giờ bình tĩnh nha tôi nói. Đang ở đâu, làm cái gì? Tới đây gấp, tới nhà vui gấp. Biết rồi, tôi tới liền. Trời ơi. Ủa sao lẹ à? Tôi tính ra uống cà phê đi ngang đây, cái ông gọi tôi địa vô, tôi thấy ông tôi chạy vô luôn. Trời ơi, Năm ơi. Cái gì? Năm ngồi xuống đây đi, con qua đứng lên cho Năm ngồi xuống đây đi. Ngồi đi. Không quên. Được. Bây giờ nè, ông đừng có chở chiêu dở trò như trơn trời đó, có gì ông muốn. Ông muốn gì ông nói thẳng với tôi đi. Đây là sổ bệnh án của nè. Ông đọc đi. Đó, ông đọc đi, bệnh gì ông thấy chưa? Nhìn kỹ nè. Ung thư sụn khớp ác tính. Trời. Hàng chi cứ đau tay đau chân nhức mỏi hoài thấy không? Mà giấu á, giấu tôi với ông. Đó nữa nè, đó y chang tôi này cũng rung vậy đó. Rồi thiệt không vậy ông Lạc? Nè, nó ghi rõ ràng, ông thấy chưa? Đó. Bởi vì tôi kêu ông gấp qua đây là gì nè. Mình chia ra chăm sóc cho vui, để cho vui vui nha. Vậy còn con sao chú? Vậy là ông con 246 tôi 357. Đúng rồi. Chủ nhật. Đó, hôm qua nó dành á. Đó, vậy đi. Ê, nhắc này mới nhớ. Đi. Đi ra cái chỗ khám bệnh ở ngoài bệnh viện. Đi tìm vui đi. Ủa, cái gì đây? Tuổi già lu lẫn đi mà để quên cái sổ ở nhà hả? Cái gì vậy? Ôi, con người đang sống vui. Sống sờ sờ vậy mà trời. Mấy ông ngoại khùng hả? Cái gì vậy? Không hiểu gì chưa à? Đừng có giấu tụi anh nữa, vui à. Giấu gì? Bình thường gây lộn từ dưới bên này làm gì vậy? Đi nè. Mép dân nít vậy trời. Đừng có giấu. Bình an. Ghi rõ. Ghi rõ ràng rồi. Bình tật nhẹ, có gì đâu, làm gì làm ngay nè. Nhẹ cái gì, vui cứ giấu hoài à. Đập đi. Đập để tôi đọc cho vui nghe đâu, đừng cứ giấu con tôi. Để tôi đọc cho, để tôi đọc cho nè. Ông đọc đi. Ghi chữ tắt nhưng mà tôi biết hết. Nè. U. Úng. T. Là thư. T là thư. S. Là súng. Là súng. Cái gì? Nè. Còn K. Là khớp. Là khớp, đúng rồi. Thư. Khớp. Sụng khớp. Sụng khớp. A T à, là ác tính. Đó nè. Đâu coi cái gì vậy? Nè, bệnh án ghi rõ ràng nè. U T S K A T. Đúng rồi. Là ung thư. Ung thư. Sụng khớp ác tính. Sụng khớp ác tính. Mà ác tính là thường là đi. Mấy ông ngoại. Khùng má. Khùng gì? Mẹ cái này rõ ràng. Đùi nó vậy? Đồ nào coi đây. Đây nè, bác sĩ rõ ràng đây nè. Cái này á gọi là uống thuốc sau khi ăn chưa? Người quen người xa người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời. Chuyện người ra người vào và chuyện ồn ào làng xóm mắc quanh tôi. Nó cứ dâm rồi chuyện này chưa xong chuyện khác tới. Tấm năm tấm ba để cho qua ngày danh rồi.